Chào mọi người, David lại đến với lại kênh Thế giới đầu tư và đầu tư gì cùng với lại tất cả mọi người và lại nhìn cái bảng tổng sắp. Trong thời gian qua thì David cũng đưa ra rất nhiều các cái phương án cũng như là cái sự kiên trì đối với hệ thống đầu tư của chúng ta. Có rất nhiều các cái chiến lược ở đây, chiến lược cà phê, chiến lược khô đậu tương, rồi chiến lược hàng hóa, các chiến lược về vàng, các chiến lược về euro bảng Anh, các vấn đề về no loss system, một trong những cái giải pháp không thua lỗ. Chúng ta sẽ quay trở lại với Bitcoin và thị trường coin lúc này là một trong những thị trường sôi động. Ở những video trước thì David có nói rất nhiều đến tư tưởng đầu tư, đến các cái vấn đề về các sản phẩm hầu hết là tăng giá sau đó là đào mạnh. Chúng ta còn nhớ giá vàng hay giá euro có những con sóng xuống rất là mạnh, không không chỉ riêng về Bitcoin và Litecoin và thị trường coin nói chung. Và hôm nay chúng ta đã nhìn thấy được các cái bảng tổng sắp của chúng ta, giá đã lên rất là mạnh. Các cái mô hình về điểm đáy, các vùng lưỡi cày cũng như là các vấn đề về điểm vào cũng như mức cản và mức hỗ trợ tạm thời. Và bây giờ chúng ta sẽ xem xét các lý do trong thời gian qua. Thứ nhất, sự cộng hưởng giữa chiến tranh thương mại mà Donald Trump đưa ra là sự vặt vãnh đối với lại sự cãi vã vặt vãnh của Trung Quốc và Donald Trump và Mỹ. Thế nhưng từ những cái kích hoạt là về chiến tranh thương mại, một số các cái đồng tiền trong thị trường Forex, trong thị trường vàng, nó không còn là nơi trú ẩn an toàn. Dòng tiền từ chứng khoán ví dụ như là Dow Jones của Mỹ sụt giảm nghiêm trọng, các chỉ số Hang Seng, Copy rồi rất nhiều các cái chỉ số khác của thị trường Trung Quốc, của thị trường Hàn Quốc, thị trường Nhật Bản rất nhiều thì đã thoái lui, tức là thị trường chứng khoán đỏ lửa. Và từ đó dòng tiền người ta dự đoán đổ vào vàng, đổ vào chứng khoán, rút ra khỏi chứng khoán, đổ vào vàng, đổ vào bất động sản, đổ vào rất nhiều. Và một trong những cái dòng đó chúng ta sẽ đổ vào thị trường Bitcoin, thị trường tiền điện tử. Nay chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều cái sắc xanh XRP, sự lì lợm của XRP còn 0.47, đã lên đến 0.47, chúng ta ngót nghét 0.5 rồi. Vậy thì thị trường là người ta quên đi và có cái sự bất ngờ, có cú hích bất ngờ, người ta gọi đó là bàn tay vô hình. Có đôi khi những chính sách vĩ mô làm thay đổi những cái công cuộc đầu tư mang tính chất nhỏ lẻ, và người ta nói rằng không có cái gì xuống mãi, không có cái gì lên mãi cả. BNB có những người bán được ở 23 thì nay đã lên 27, rất nhiều người bán ở vùng 22 và vùng 20. Người ta tưởng rằng là gì ạ, đã lên rất là mạnh. Vùng Litecoin đúng không ạ, đã lên trên 100, 105. Ether chúng ta còn kỳ vọng lên nữa, 300 rồi 400. Cái điều mà chúng ta đã phân tích từ lúc 183, chúng ta nói rằng là nó sẽ lên trên 200. Và những người lạc quan ở các vùng 76, 86, chúng ta vẫn kỳ vọng nhân 3. Rất nhiều các cặp khác để chúng ta xem xét. Vậy thì thị trường đang cổ suý cho những cái thông tin lên giá rất là mạnh. Các cái điểm tin của Binance, một số các cái vấn đề về thông báo mở lại hệ thống, và lần này cái sự bất ngờ hơn đó là tặng hơn 1 triệu đô cho những khách hàng trung thành. Do vậy hy vọng chúng ta sẽ được nằm trong các cái điều kiện để chúng ta được tặng Binance BNB. Và ngày trước thì mỗi lần mở cửa của cái việc bảo trì Binance thì thị trường sụt giảm rất mạnh, nhưng lần này chúng ta thấy được Binance có một chiêu mới, đó là tặng những khách hàng trung thành, khiến cho toàn bộ tất cả hệ thống có thể được gọi là hưng phấn hơn, kích hoạt cái việc tăng giá. Tôi sẽ quay trở lại với những cái phân tích trong thời gian tới đây. Cái việc mà chúng ta nhìn nhận ở thị trường coin là một trong những cái giải pháp để chúng ta trú ẩn, và nó cũng là một trong những cái kỷ nguyên tiền điện tử với những cái mô hình 4.0. Do đó chúng ta hoàn toàn có thể lạc quan trong thời gian tới. Và chúng ta biết rằng là không có cái gì lên mãi và cũng không có cái gì xuống mãi cả. Do vậy chúng ta luôn luôn tuân thủ theo những quy luật đầu tư. Chúng ta điểm qua cái cà phê giá không có gì xuống mãi cả 13 năm. Chúng ta xem 13 năm
giá cà phê xuống thảm thì chắc chắn sau này cà phê nó sẽ lên mạnh. Chúng ta xem dịch tả châu Phi làm cho khô đậu tương và lúa mì xuống rất là mạnh, nhưng sẽ có những sự hồi phục rất là mạnh mẽ. Thứ hai nữa, hiện tại giá cà phê chúng ta cũng xem xét được ở các cái khung thời gian khiến cho giá sập thảm từ 87 đã điều chỉnh lên 91, và đây là các cái con sóng đang giảm dưới của Bollinger Band. Vậy thì thị trường từ thị trường vàng thị trường euro chúng ta xem xét, chúng ta theo dõi ở điểm tuần, chúng ta sẽ có những cái mô hình về đầu tư để chúng ta xem xét. Có những lúc thị trường 1 đô đổi ăn 1 euro và có những lúc giá được bơm lên rất là mạnh mẽ trở về 1.2. Và trước đây nữa chúng ta nhìn thấy mức đỉnh cao là 1 đô 1.5 đổi được 1.5 euro đổi được 1 đô. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy các cái giá trị của các cái đồng tiền đưa ra được các cái mô hình giá xuống và thị trường tụt vào cái kỳ gọi là kỳ tuyệt vọng, và từ đó nhà đầu tư không chịu đựng được sẽ cắt lỗ, tiếp tục có một cái lớp nhà đầu tư mới bắt đáy và họ sẽ có những cái cơ hội. Cái thời điểm mà euro xuống 0.05 và lên 1.5 thậm chí 1.2 đã là cả một vấn đề. Và nay thị trường tiền điện tử chúng ta đã nhìn thấy trong trường hợp giá Litecoin có những lúc chúng ta nhìn thấy nó sụt giảm xuống vùng 31 và nay đã lên vùng 105. Và ở các cái điểm xấu là 22.6 này chắc chắn là gì ạ? Sẽ có rất nhiều người bỏ mạng và cái lớp nhà đầu tư mới họ sẽ lên và họ bắt đầu có một cái nhìn nhận. Do vậy thị trường bắt đầu đổ tiền vào, người ta gọi là gì ạ? Dòng vốn từ thị trường mới chuyển hóa sang. Cách đây một vài video thì tôi có nói rằng CoinMarketCap bật mạnh ở các vùng biên độ nếu trong trường hợp số vốn hóa đổ vào. Chúng ta hãy nhớ lại cái thời kỳ quá khứ 700 tỷ. Chúng ta nhớ lại cái thời kỳ quá khứ 113 tỷ. Chúng ta nhớ lại quá khứ chỉ có 76 tỷ mà thôi. Và lúc đó chúng ta nhìn nhận được ở cái biên độ ở vùng 190 tỷ rất là lâu. Và chúng ta dự đoán rằng nếu nó trên 200 tỷ lập tức là có một cái xu hướng dòng tiền mới nổi đổ vào thị trường, các quỹ ngầm ngó, người ta gọi là bàn tay vô hình. Hôm nay bản tổng sắp của chúng ta hầu như là xanh. Đúng không ạ? Chúng ta vào coin360.io, chúng ta sẽ nhìn thấy một sắc xanh. Và sự phân tích BTC, ETH lên mạnh, BSV 78 đô, Litecoin tăng mạnh mẽ. Đúng không ạ? Stella, ADA cũng bắt đầu tăng. Chúng ta sẽ còn những cái cơ hội của ADA, rất nhiều các cái cặp khác để chúng ta sẽ vào phân tích. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích một cách chi tiết và trong tương lai và những cái điểm mà chúng ta có thể nhìn nhận giá trong thời gian tới, cũng như là nếu ai mà lỡ chuyến đò này, người ta không tin vào tiền điện tử, chúng ta cũng phải xem xét lại. Và tất nhiên những ai đang hưng phấn, chúng ta có thể chốt lời dần. Và đôi khi chúng ta hãy hiểu rằng là không có cái gì lên mãi và không có cái gì xuống mãi. Nó luôn luôn có cái sóng điều chỉnh, ví dụ các con sóng trước. Và bây giờ chúng ta nhìn ở các cái khía cạnh là trung hạn trước. Ở trung hạn, chúng ta đầu tiên chúng ta nhìn Litecoin. Litecoin được bơm thổi từ vùng 60, sau đó là có sự điều chỉnh về vùng 65, 72 và bây giờ giá đang bơm lên, chủ yếu là các cái tin tức nơi trú ẩn an toàn, một trong những kênh đầu tư mới, một trong những kênh đầu tư mà người ta test thả tiền vào vùng giá đáy, sau đó đi lên. Khi vùng giá đáy đi lên thì sức chịu đựng của con người nó đưa ra những cái giải pháp để chúng ta tìm hiểu. Ví dụ bất động sản chúng ta cũng cần phải có thời gian giá hồi phục, giá đi lên. Chứng khoán chúng ta cũng có cái thời gian của cái việc trả cổ tức. Còn cái việc lướt sóng chúng ta sẽ thấy rất là mệt mỏi khi mà giá điều chỉnh lên, điều chỉnh xuống với các biên độ và sự giãn giá của mua và bán nó lớn. Một cây vàng hoặc một chỉ vàng có biên độ giãn giá là 50.000 Việt Nam đồng. Chúng ta mua chúng ta sẽ chịu mua thấp hơn 50.000, chúng ta bán chúng ta sẽ chịu bán thấp hơn 50.000, chúng ta mua chúng ta phải chịu cao hơn 50.000. Do đó
cái khoảng gap 50.000 đó người ta gọi là sự giãn giá. Vậy nếu như là chúng ta giao dịch Bitcoin trong Remi hay rất nhiều các sàn khác thì cái khoảng 50.000 đó, sự giãn giá đó nó có thể biến động rất là mạnh, giãn rất là cao khi mà giá lên. Do vậy cái việc lướt sóng là gần như là rất là khó. Litecoin trong thời điểm này, thứ nhất là chúng ta nhìn thấy khi mà phiên Á được bơm lên, tức là thị trường Trung Quốc chắc chắn là sẽ có những cái sự kích hoạt. Ví dụ chúng ta nhìn ở xa, việc châu cầy sẽ tăng giá, có những cái sự khởi sắc cho cái việc xuất khẩu và đẩy ra khỏi thị trường. Thì Trung Quốc người ta mong muốn làm cái việc đấy. Giá của phiên Mỹ cứ sập xuống thì buổi sáng có những cái lực đỡ rất là mạnh, thậm chí vượt qua cái buổi phiên Mỹ ngày hôm trước. Cách đây mấy hôm tôi làm video thì tôi cũng nói rằng là trong trường hợp mà sụt giá và được bơm lên ngay hôm sau thì chúng ta sẽ biết được coin market cap nó sẽ tăng giá. Do vậy là chúng ta sẽ thấy lực mua của thị trường rất tốt. Kỳ vọng trong thời điểm này nếu ai có Litecoin chúng ta có thể chốt dần một phần. Nhưng mà nếu ai có mua thì chúng ta tránh mua ở các vùng đỉnh như thế này. Chúng ta chờ đợi ở vùng 100. Bởi vì vùng 105 chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái tín hiệu đảo chiều cũng như là một trong những cái điều chỉnh giá. Vùng 100 là một cái vùng gọi là mức cản cứng, và từ vùng 95 là chúng ta có được cái kênh mua. Nếu trong trường hợp giá xuống nữa 95 thì chúng ta sẽ mua tiếp một phần tiền thứ hai, và các mức cản của nó hiện tại là vùng 70 để cho ngược xu hướng. Tuy nhiên trong trường hợp này chúng ta chỉ có 30% giá đi xuống mà thôi, nhưng mà chúng ta sẽ có những cái lợi thế để chúng ta xem ở trong 4 giờ nó đã vượt qua rất nhiều các cái mức cản trước đây. Do vậy chúng ta chỉ có 30% mức xuống giá, nhưng 70% chúng ta đánh giá lên giá. Nó đã vượt vùng 99.49, tức là mức cản cứng của chúng ta là vùng 100.99.49, thì chắc chắn sẽ có sự bay giá rất là mạnh. Và bây giờ chúng ta chỉ có nhìn thấy Litecoin ở trong các cái vùng giá trước là cái sự hình thành giá xuống. Và chúng ta nhìn ở gần đây nhất, chúng ta sẽ có 127, tiếp theo nữa là 140 và 154. Do vậy ba mức cản chúng ta sẽ nhìn thấy, đầu tiên nó vượt qua các vùng giá ở vùng 86, 90, nó vượt qua các vùng giá ở vùng 94.4, tức là 100 là mức cản cứng. Tuy nhiên nếu trong trường hợp giữ được trên một ngày, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin Litecoin sẽ lên, và nó sẽ phải chinh phục các mức giá đầu tiên, mức giá 127, mức giá tiếp theo là vùng 140, giá tiếp theo nữa là vùng trên 150, và vùng cao nhất đó là 174 180. Thì đây là những cái yếu tố quan trọng để giá điều chỉnh về đường giữa của Bollinger Band và Ichimoku, sau đó sẽ chinh phục các cái mốc mà nó test trước đây, các cái mốc cụ thể. Nếu trong trường hợp thị trường cổ suý cho cái việc tăng giá, nó sẽ lên được 180 trong lúc này. Vậy những ai đang theo cái kênh mà đi lên, chúng ta có thể chốt dần để chúng ta chốt lời, sau đó chúng ta chờ USDT hoặc là chúng ta chờ về Bitcoin để chúng ta có thể mua. Hãy nhớ rằng Bitcoin lên nó sẽ kéo toàn bộ, và Bitcoin xuống nó cũng sẽ kéo toàn bộ xuống. Do vậy chúng ta phải chờ các điểm điều chỉnh. Nếu trong trường hợp giá xuống nữa, chúng ta phải có một cái lượng tiền để chúng ta bình quân giá ở vùng 76, vùng 60, 65 cũng hoàn toàn có thể, thị trường nó có thể xảy ra. Do vậy các mốc điều chỉnh cũng có thể có những cú swing giá. Do vậy là chúng ta hoàn toàn có thể biết được là gì, các kinh nghiệm mà chúng ta học trong đầu tư là chúng ta có hai cái mô hình đánh giá lên và đánh giá xuống. Tuy nhiên cái việc đánh giá xuống trong lúc này đối với Litecoin là rất là thấp. Trên đây là cái bản phân tích của Litecoin. Đến Bitcoin, trong D chúng ta nhìn thấy cái mức cản là 7393 đã vượt qua, và bây giờ chúng ta đang chinh phục ở mức 3399. Hôm trước là chúng ta đã nhìn thấy các cái mốc test của vùng 78, có một cái đợt bơm giá 78, sau đó thì có các cái mốc trước đây trong một vài ngày tới là chúng ta đã nhìn thấy tầm vùng 8325 là đã lên rất là mạnh, và bây giờ nó sẽ cố gắng chinh phục ở vùng 8530, các vùng 8623 và 9983. Nhiều người nói tôi rằng là trong tháng này có thể đạt được mức 10.000 là hoàn toàn có thể xảy ra. Đây là vùng cao nhất, đó là 10.9987, và bây giờ nó phải test cái mốc này. Nếu trong trường hợp bay mạnh ở các vùng này thì lập tức là chúng ta sẽ có 10.000, thậm chí ngay trong cái tháng 5 này. Tuy nhiên đây 70% chúng ta sẽ đánh giá cái thị trường lên. Tuy nhiên ở trong cái trung hạn thì sao? Trung hạn chúng ta sẽ có các cái mốc
Mốc thứ nhất là Ichimoku hiện tại đang rất là dày, báo hiệu một cái kênh đi ngang cho cái việc tăng giá trong tiếp theo. Vùng điều chỉnh là vùng 7494. Tuy nhiên lúc này nếu Ichimoku dày, Bollinger Band mở ra và nó song song hai đường giữa, đường trên và đường dưới, giữa trên và dưới song song, Bollinger Band mở ra và Ichimoku mở ra song song ở trạng thái RSI vùng 70, do vậy là nó cổ vũ cho việc lên rất là mạnh. Do vậy là gì ạ? Chúng ta cũng có cái tín hiệu 70% nó sẽ lên giá rất là mạnh mẽ. Nó chỉ đi trong cái vùng Bollinger Band song song mà thôi. Do đó các vùng 10.000, 9.600 có thể đạt được trong cái tháng này. Và trong trường hợp Ichimoku đã song song như thế này và đặc biệt là mở rộng ra như thế này thì giá điều chỉnh chúng ta có thể nhìn thấy ở các vùng 81, 80 và vùng cản cứng của chúng ta, đó là vùng 74 và vùng 76. Tôi có thể nhìn nhận được là giá điều chỉnh ở các vùng 76 cho giúp cho chúng ta có điểm mua tốt hơn. Và trong 4 giờ chúng ta cũng không nhìn thấy các cái vùng cản trong cái quá khứ nữa, mà chúng ta buộc phải xem ở H1, D1. Chúng ta cần phải chinh phục mức 9915 nếu trong trường hợp mà giá thì bay lên trên khoảng 10.000. Và bây giờ chúng ta đang chinh phục ở các cái mốc là 8472. Trong ngày hôm nay nếu trong thị trường mà giữ được nguyên ở mốc này thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng ở mức 10.000. Tuy nhiên nếu trong trường hợp không tin tưởng và nó không giữ được cái mốc đấy, chúng ta hoàn toàn có thể thấy được ở các cái mốc là 76, 69, 70 là các mốc điều chỉnh của giá 30% cho cái kênh đi xuống và 70%. Và tôi vẫn kiên trì với cái việc mà ta giá tăng lúc này. Ether 269 quá tuyệt vời cho những ai đang nắm giữ Ether. Vùng 300 vẫn là vùng test tiếp theo để chúng ta có thể kỳ vọng. Những ai còn lỡ chuyến đò, chúng ta vẫn còn cơ hội nguyên với XRP. Và chúng ta nói rằng là coi tốt ở các cái vùng EOS và Ether, NEO, Quitum. Tôi vẫn khuyên cho các bạn là trong thời điểm này chúng ta hạn chế các cái coin khác mà chúng ta tập trung vào coin tốt, các cái top coin. ETC đang ở vùng 8.5, EOS đang vùng 6.8. Chúng ta hãy nhớ rằng cách đây một vài tuần tôi có nói rằng là EOS một trong những cái mà chúng ta xem xét. Có nhiều người thích hàng rẻ vẫn XRP hoặc là Quitum rất nhiều, do đó là chúng ta có thể xem xét. Bây giờ chúng ta trở lại các cái vốn hóa trong 24 giờ qua. Chúng ta vẫn xem xét các cái mốc 100 hiện tại sắp nổi lên Ravencoin 0.06 tăng 30%. Tiếp theo là 0.99 lên 1 đô rất là nhiều đối với Paxo. Autology 1.64, Omgoy, Hubi 2.98. Và chúng ta sẽ nhìn thấy Quitum 3.45, đúng không ạ? Rất nhiều, bây giờ tăng 20% rồi. Rất nhiều. Tron 0.03, hiện tại Tron các cộng đồng rất lớn và người ta quyết đánh lên 0.09 trong thời gian tới và có thể tăng trưởng 50%. Tôi vẫn khuyên là Ether Classic nó sẽ bay như vũ bão cùng với lại Ether. Stella rất tốt, 0.1, và hôm trước chúng ta đã nhìn thấy cái tăng trưởng của nó. Trong 24 giờ qua thì chúng ta nhìn thấy Clipper Coin ở 248%, NEM 49%. 0.1, rất nhiều các cái coin đã tăng giá. Từ đó chúng ta nhìn thấy các cái mô hình mà chúng ta vào ranking để chúng ta xem xét. Hôm vừa rồi rất nhiều các cái nhóm của tôi đưa ra các cái giải pháp để chúng ta nhìn thấy cái sự tăng trưởng. Elementum đúng không ạ, tăng 337, tuy nhiên cái vốn hóa của chúng ta là 6.400, do vậy là sự nguy hiểm nó luôn rình rập. Chúng ta nhìn ở giá 0.0x lên tăng lên 36 với 5 triệu đô, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng. 49 là Matic, đúng không ạ? Đã giảm nhiệt tăng 23%, 0.09 là lên gấp đôi rồi. Trong mấy ngày qua chúng ta sẽ theo dõi các cái vốn hóa 8.9 Dog Token, Doge Token, đúng không ạ? Rất nhiều các cái coin mà chúng ta có thể nhìn thấy. Đây cũng là một trong những cái bạn có 100 đô chúng ta có thể thử thách mua Bitcoin để mua 100 đô đối với những coin bé thế này để chúng ta chờ những cơ hội. Những tài khoản có nhiều Bitcoin chúng ta sẽ theo dõi ở top coin. Còn những tài khoản ít tiền 100 đô, 500 đô, 10 triệu chúng ta hãy bỏ vào những cái coin mà chúng ta xác định là vốn hóa nó tốt để chúng ta có thể tìm hiểu những cơ hội rất là may ở đây.
và chúng ta phải hiểu được rất nhiều các cái mô hình để chúng ta có thể xem xét. Ngược lại, tránh trường hợp chúng ta nhìn thấy các cái tỷ lệ coin tăng giá mà chúng ta quên đi những cái tỷ lệ coin giảm giá, fly, PLY cũng xuống rất là khủng khiếp, cho nên là chúng ta phải tránh trường hợp những cái coin như thế này. Với những cái vốn hóa volume đúng không ạ, 1.6 triệu nhưng mà có thể bơm thổi rất là mạnh, 2.7 triệu đối với XBX 20%. Thì trên đây David phân tích một số các cái cặp coin để cho chúng ta có được cái nhìn nhận trong thị trường trong thời gian tới, cũng như là đưa ra các giải pháp để chúng ta xem xét các cái mốc tăng trưởng. Để biết thêm thông tin chi tiết và vào các cái khóa học của Tradecoin, chúng ta có thể vào Kỷ Nguyên Tiền Điện Tử để chúng ta đăng ký. Hiện tại thì trong Casarix và Bluebell, Casaron và Casarix cũng như là Bluebell thì đưa ra các cái giải pháp của cái việc đánh margin. Chúng ta mua ở vật chất chờ tăng giá, nhưng nếu chúng ta xác định thị trường xuống thì chúng ta cũng có thể vào margin để chúng ta xem xét, để chúng ta lướt sóng, rồi đưa ra rất nhiều các giải pháp, từ đó cách trade an toàn cũng như là đưa ra các mô hình về giao dịch thì chúng ta hoàn toàn có thể Zalo 0987732228 cùng với David, và chúng ta sẽ cùng bàn luận những cái coin tốt hay là những cái tỷ lệ đầu tư như thế nào đối với lại cái kênh Thế Giới Đầu Tư cùng với David. Chúng ta sẽ hoàn toàn nhận được những cái thông tin tốt nhất để chúng ta cùng bàn bạc về thị trường coin, thị trường bất động sản, thị trường phái sinh, thị trường hàng hóa để chúng ta có được những cái cơ hội tốt nhất. Ngoài coin ra, chúng ta có rất nhiều các cái mô hình để chúng ta đầu tư nhân vốn cũng như là đưa ra các giải pháp đầu tư. Để tham gia vào các kênh đầu tư của David, chúng ta có thể vào các cái kênh chúng ta vào bit.ly.com suộc đầu tư gì cùng David, là lập tức chúng ta sẽ đăng ký cũng như là tìm hiểu, có rất nhiều các mô hình ở đây, là chúng ta đăng ký email, số điện thoại để chúng ta cùng giao dịch đầu tư cùng với David. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.